Hà Nội lập đông ngoài kia những chiếc lá vàng cuối cùng cũng đã rơi trong tiết trời se lạnh. Nhưng riêng với chúng ta, Hà Nội luôn ấm áp nồng nàn với một tiết mục múa Hà Nội một trái tim hồng được thể hiện qua giọng ca của bạn Nguyễn Thị Thu Hường và tốp múa đến từ Côm Hà Bắc. Thank you.